Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn ba mô hình WWE Superstar nữ, gồm có mô hình WWE Dana Brooke Series 81, mô hình WWE Alexa Bliss Series 91 và mô hình WWE Mandy Rose Series 92. Trước tiên chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Dana Brooke Series 81. Mô hình WWE Dana Brooke Series 81 gồm có một mô hình Dana Brooke không đi kèm phụ kiện. Ngoài Dana Brooke thì dòng WWE Series 81 chúng ta còn có các mô hình sau: Rhino, Sami Zayn, Kofi Kingston và Seth Rollins. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Alexa Bliss Series 91. Mô hình WWE Alexa Bliss Series 91 gồm có một mô hình Alexa Bliss không đi kèm phụ kiện. Ngoài Alexa Bliss thì dòng WWE Series 91 chúng ta còn có các mô hình sau: Drew Gulak, Shinsuke Nakamura, Finn Balor và Dean Ambrose. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Mandy Rose Series 92. Mô hình WWE Mandy Rose Series 92 gồm có một mô hình Mandy Rose, và đây cũng là mô hình first time in the line của Mandy Rose, không đi kèm phụ kiện. Ngoài Mandy Rose thì dòng WWE Series 92 chúng ta còn có các mô hình sau: John Cena, Jeff Hardy, Samoa Joe và Seth Rollins.
Như vậy là mình đã giới thiệu xong về ba mô hình WWE Superstar nữ, gồm có mô hình WWE Dana Brooke Series 81, mô hình WWE Alexa Bliss Series 91 và mô hình WWE Mandy Rose Series 92. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.